Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nana TV nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhất, bạn mới vừa cập nhật xong luôn các bạn ơi. Và mình có ngay cái cây đàn luôn nè các bạn, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn nha. Thì cái cây đàn này là nó nằm trong phần quà tặng mới vừa thay đổi đó các bạn. Sáng nay vừa cập nhật xong thì được bạn mèo Emily gửi tặng cho mình. Cảm ơn bạn mèo Emily rất là nhiều luôn nha. Thì đây là 12 phần quà mới vừa thay đổi luôn nè các bạn. Ôi, có chiếc cano vàng nữa nè các bạn ơi. Đấy, có chiếc cano vàng thì mình có thể tạo giải cano vàng cho các bạn được rồi. Và các bạn giúp mình lên 50k sub nhé. Khi nào mình đạt được 50k sub thì mình sẽ tạo cái giải cano vàng này cho các bạn luôn nha. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh để mà mình nhanh lên 50k sub luôn với nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mà lấy quả trứng 7-Eleven này miễn phí như thế nào nha bạn. Thì các bạn đầu tiên các bạn chạy lại đây nè, các bạn gặp anh gấu, các bạn bấm vào dấu chấm hỏi. Xong rồi các bạn nghe anh ấy nói tiếng Hàn Quốc. Đấy, anh ấy toàn là nói tiếng Hàn Quốc không à. Rồi các bạn sẽ nhận nhiệm vụ là giao hàng cho canh gấu này. Các bạn giao xong ba cái địa điểm rồi các bạn sẽ nhận được cái quả trứng này nha các bạn. Để mình tua nhanh cái đoạn này nha các bạn. Đây thì có hướng dẫn hết nè, các bạn cứ việc làm theo thôi nha. Rồi một địa điểm nè. Đây, qua đây hai địa điểm nè. Rất là nhanh luôn các bạn ơi. Cái này là tua nhanh nha các bạn, chứ các bạn mà muốn chạy nhanh như thế này thì các bạn chạy không được đâu. Rồi như vậy là xong ba địa điểm nha các bạn. Giao ba người xong lại đây rồi các bạn nhận cho miễn phí cái quả trứng nè, đó. Quả trứng VIP 7-Eleven nha các bạn. Rồi bây giờ là nhận tiền sao nữa nè. Rồi xong rồi các bạn muốn nhận làm nhiệm vụ tiếp để nhận tiền sao thì các bạn cứ việc giao hàng tiếp nha. Rồi bây giờ là mình sẽ về đây, mình mở thử cái quả trứng này coi nó ra có con bét như thế nào nha các bạn. Nhà mình toàn là cá không các bạn, không có cái đồ nuôi bét luôn nè. Để bây giờ mình lấy cái đồ nuôi bét ra nha. Ôi, có cái màu hồng nè các bạn ơi, quả trứng cũng màu hồng. Và cái này cũng màu hồng, thì hai cái màu hồng trộn lại với nhau nó sẽ ra một cái màu tím nha các bạn. Rồi mong rằng nó sẽ ra một cái màu tím như mong đợi luôn các bạn ơi. Màu tím tức là VIP các bạn, một con bét VIP đấy. Rồi không biết ra được bét VIP hay không đây. Ra gì đây, ra gì đây. Ôi, bét VIP thì các bạn ơi. Đó, màu tím nha các bạn. Một con Lure các bạn ơi, nó có mặt trang phục luôn nè các bạn. Và một cặp mắt kính rất là ngầu luôn. Ôi, hên rơi chứ các bạn, nhân phẩm rất là nhân phẩm luôn nha. Được một con bét VIP có mặt trang phục luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi qua cái nội dung thứ hai là nội dung săn cá mới nha các bạn. Ok, bây giờ đầu tiên là mình chạy ra ngoài bãi biển nha các bạn. Thì sáng nay là mình thấy rất là nhiều người trong team của mình câu được cá mới ngoài bãi biển. Mình thấy rằng là những bạn ấy là gửi lên group đó các bạn. Thì có rất là nhiều lượt cá mới luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ra đây mình săn thử. Đầu tiên mình săn thử coi mình có nhân phẩm lên được cái con cá mới nào không nha. Đây là một cái bóng bốn nè các bạn ơi. Một cái bóng bốn do bạn người Trung Quốc thực hiện. Rồi bạn ấy đã kéo được một cái con cá gì đó mà nó rất là lạ lùng, rất là ngộ nghĩnh luôn các bạn ơi. Nó có hai cái chiếc răng nanh nè các bạn. Hai cái chiếc răng nanh rất là dài luôn. Rồi để lại hung cái con cá này một chút xíu nha các bạn. Đó, lấy nhân phẩm nha. Hung nhau lấy nhân phẩm luôn các bạn ơi. Rồi đùa với bạn một chút xíu thôi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi chi tiết từng con cá nha các bạn. Nói gì thì nói chứ là mình nắm hết tình hình nữa bạn ơi. Nắm hết tình hình rồi mới chia sẻ cho các bạn được. Mình đã xem qua bách khoa toàn thư rồi các bạn ơi. Đa số những loài cá mới đều xuất hiện ở bãi biển với lại là ở biển sâu đó các bạn. Biển sâu thuyền, biển sâu là chính nha các bạn. Ở biển sâu là chính và nhiều nhất là ở bãi biển. Đa số là bóng 4 và một số là bóng 3, một số là bóng 1, không có bóng 5 nha các bạn. Không hề có bóng 5 nha, các bạn câu giùm mình là bóng 1, bóng 3 và bóng 4 nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi chi tiết từng con cá để mình xem mình câu thử coi mình lên được con nào không nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, một bạn đang kéo một cái bóng 4, lại là con hải mã nữa đó các bạn. Đây là con hải mã nha. Để mà mình câu thử coi mình lên được con nào không, rồi mình sẽ cho các bạn mà thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể để các bạn đi săn nha các bạn. Một cái bóng 4 này các bạn ơi. Đây là một con sứa Nomura nha các bạn. Đây là một con sứa Nomura. Đấy, cũng là bãi biển luôn, cũng là bóng 4 luôn các bạn ơi. Những người này rất là nhân phẩm luôn, chưa gì đã lên rất là nhiều cá mới rồi. Còn mình chưa lên được cái gì hết các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài hố sâu nha các bạn. Đây là cái địa điểm săn cá mới đầu tiên nha. Rồi bây giờ là đây là hố sâu. Đây là biển sâu nè các bạn. Nơi này được gọi là biển sâu nha. Biển sâu thì những cái nơi mà các bạn thấy mà nó không phải thuộc là thuyền, không phải thuộc hải đăng và không thuộc bãi biển thì tất cả còn lại đều gọi là biển sâu nha các bạn. Đây là một cái bóng 3 nè các bạn ơi. Đây là một cái bóng 3 để xem nó lên con gì nha các bạn. Không biết có lên được cá mới hay không. Hiện tại thì cá mới cũng khá là nhiều, chắc chắn là sẽ chưa câu hết 13 lượt cá mới trong sáng nay cho các bạn xem đâu. Đây là một con cá sú mì nha các bạn. Một con cá sú mì rất là đẹp luôn các bạn ơi, một cái bóng 3 nha. Đây là bóng 3 nha các bạn và câu ở biển sâu nha.
Rồi bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem qua bách khoa toàn thư để mà mình đi săn cho nó chi tiết chính xác một chút xíu nha các bạn. Để mình mở cái con cá sú mì này lên xem sao nha các bạn. Đây, địa điểm xuất hiện là biển sâu thuyền hải đăng cả ngày nha các bạn. Biển sâu thuyền hải đăng là như vừa rồi là mình câu ở biển sâu, mình câu được cái con cá này đấy. Còn đây là có con cá trai tai tượng lớn nè các bạn ơi, cũng địa điểm xuất hiện như vậy luôn nha các bạn. Biển sâu thuyền hải đăng cả ngày luôn, tương tự y chang như con cá sú mì luôn các bạn ơi. Còn đây là cái con thiên sứ biển nha các bạn. Đây là con thiên sứ biển, con này là bóng một, xuất hiện ở biển sâu cả ngày. Rồi bây giờ là mình đi săn tiếp cho bạn xem thử nè. Ok, tiếp theo vẫn là một cái bóng ba nha các bạn, để xem lần này có lên được con cá mới nào nữa hay không nha. Thì cá mới là 13 loài cá mới, nên là trong sáng nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn đâu đó là khoảng 10 loài cá mới nha các bạn. Còn 3 loài cá mới là mình chưa có thông tin chính xác. 3 loài cá mới mình chưa có thông tin chính xác các bạn ơi. Đây là một con cá trai tai tượng lớn vương miện các bạn, vẫn là một cái bóng ba nha. Bóng ba và câu là địa điểm là biển sâu thuyền hải đăng nha các bạn. Đó, như vừa rồi là mình mở bách khoa toàn thư cho bạn xem thử đấy. Rồi bây giờ là tiếp tục qua con cá mới nha các bạn, con cá khác nha. Ok, tiếp theo mình nói về cái con sứa Nomura nha các bạn. Thì cái con này nó khá là dễ câu các bạn ơi. Rất là nhiều người câu được cái con này. Cái con này nó là nó xuất hiện ở tất cả các vùng biển luôn các bạn. Câu ở đâu cũng được cái con này hết nha. Đó, sáng nay là tem mình câu được khá là nhiều cái con này nữa các bạn. Con này là bóng 4 nha các bạn. Thì đây là bạn Huyền Narin, bạn ấy câu ở ngoài biển sâu, câu ở biển sâu cũng được cái con này. Và rất là nhiều người câu ở bãi biển cũng được con này. Nói chung là con này nó xuất hiện ở tất cả các vùng biển luôn các bạn. Và địa điểm nào cũng câu được nó hết, và khung giờ nào cũng câu được cái con cá này hết. Đây là cái con sứa Nomura nè. Đây, tất cả vùng biển cả ngày luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi qua con tiếp theo luôn nè. Ok, tiếp theo là con chi hệ tượng nha các bạn. Cái con này nó đen đen nữa bạn ơi, nó có cái mỏ chuối xuống cũng khá là hài hước. Nó tựa tựa con cá cuối các bạn ơi. Và nó là bóng 4 nha, xuất hiện tại bãi biển vào ban ngày nha các bạn. Con này là bóng 4 nha, xuất hiện tại bãi biển ban ngày. Rồi ok, mình đi con tiếp theo luôn nè. Đây là cái con hải mã nè các bạn ơi. Con hải mã mà hồi nãy á, mình cho các bạn xem thử ở bãi biển đó, cũng khá là nhiều người câu được. Cái con này hình như nó cũng dễ câu, các bạn thấy rất là nhiều người lên cái con này luôn nha. Đây là con hải mã và nó cũng xuất hiện tại bãi biển vào ban ngày luôn. Cũng là một cái bóng 4 luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình đi tiếp nữa nè. Và đây là cái con rùa da nè các bạn, nó xuất hiện tại bãi biển nha. Và nó là bóng 4 nha các bạn, nó cũng xuất hiện vào ban ngày, giống như cái con rùa biển cũ của mình đấy. Thì trong tem của mình nè, bạn xin lên được, rồi bạn pha cũng lên được hai cái con rùa da nè các bạn. Đấy, thì cái con này là nó xuất hiện tại bãi biển vào ban ngày và nó là bóng 4 nha các bạn. Tiếp theo là con thiên sứ biển nè các bạn ơi. Cái con này là các bạn phải câu ở biển sâu nha, và nó là bóng 1 nha các bạn. Thiên sứ biển, thiên sứ biển cả luôn các bạn. Rồi đây, biển sâu cả ngày nha các bạn, và là bóng 1 nha. Bạn câu được cả ngày luôn nha bạn, sáng hay tối đều câu được hết, cả sáng cả tối luôn. Rồi tiếp theo là cái con quan trọng nhất nữa các bạn. Cái con mà rất là nhiều người trông ngóng luôn, rất là nhiều người đợi mong luôn các bạn ơi. Tiếp tục vẫn là bạn Huyền Narin hỗ trợ mình quay cái clip này nha. Thật sự là sáng nay phải tranh thủ làm clip cho các bạn, nên là một mình sẽ không thể nào mà làm kịp, nên là rất là nhiều người trong team hỗ trợ mình luôn các bạn ơi. Đây, lên con gì đây, lên con gì đây, đó, một con cá voi trắng nha các bạn. Cái con mà rất là nhiều người trông ngóng luôn, rất là nhiều người muốn săn luôn, và đây là con cá VIP nhất hiện tại luôn nha các bạn. Rồi, một con voi trắng, cá voi trắng. Rồi bây giờ mình nói về khung giờ, bạn Huyền lên vào phút 22 nha. Còn bạn Thỏ trong team mình thì lên được cái con này vào phút 37 nè các bạn. Một con cá voi trắng luôn nha, phút 37 nha bạn. Rồi bạn Heo Cơ lên được cái con này vào phút 55. Cũng là biển sâu nha, tất cả đều là biển sâu nha bạn. Rồi bạn Nguyên lên được cái con này vào phút 29. Đây là cái hình ảnh mà nhiều người nhầm tưởng rằng là câu được bên trong hố nha bạn. Thực sự là bạn ấy câu ở ngoài miệng hố nha. Rồi các bạn nhìn thấy như vậy thôi, chứ không phải là câu bên trong hố đâu nha các bạn. Cái con này là nó chỉ xuất hiện ở ngoài biển sâu thôi. Các bạn không có câu được ở ngoài thuyền hay là ở bên trong hố, mà các bạn chỉ câu ở những cái nơi nào mà thuộc biển sâu nha bạn, là không phải thuộc bãi biển, không thuộc thuyền, hoặc là không thuộc hải đăng đấy, thì các bạn sẽ câu được cái con này thôi. Để mình mở cái con này lên cho các bạn xem nè. Đây là cái con cá voi trắng này bạn, biển sâu cả ngày, các bạn câu được cả ban ngày và ban đêm luôn nha. Giờ nào cũng câu được cái con cá này hết nha các bạn, nó là bóng 4 nha các bạn. Rất là nhiều người câu được sáng nay các bạn ơi. Không biết các bạn vào câu các bạn có nhân phẩm không, chứ mình chưa có đi săn nữa. Rồi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình với nhé.